Chiều 3 tháng 10 tại cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức về tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã thông tin về clip nhạy cảm của cô giáo với học sinh tại trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên. Hiện cô giáo liên quan trong vụ việc đã bị nhà trường tạm đình chỉ, tiến hành kiểm điểm. Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết sự việc xảy ra vào giờ ra chơi giữa tiết 2 sang tiết 3 ngày 27 tháng 9 tại phòng học lớp 10A4, trường trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Học sinh nam trong clip là em TNMD, còn cô giáo trong clip là em MQT, sinh năm 2001, hiện là giáo viên hợp đồng môn ngữ văn. Qua làm việc, ông Tuấn cho rằng cô giáo còn trẻ nên kinh nghiệm quản lý học sinh, xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học còn thiếu nghiêm khắc, dẫn đến hiểu lầm ảnh hưởng đến cá nhân, nhà trường và ngành giáo dục. Đây là hành động tự phát, bộc phát, thiếu chuẩn mực. Nhà trường đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của nữ giáo viên này để tiến hành kiểm điểm và ổn định tâm lý. Về phía học sinh, nhà trường sẽ làm theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có những văn bản yêu cầu đảm bảo giữ gìn môi trường sư phạm, giữ gìn văn hóa học đường. Chiều 3 tháng 10, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, trả lời về tình trạng nhiều cây xanh gãy đổ trong bão số Bayaki vẫn còn nguyên bọc bầu. Ông Nguyễn Đức Hưng cho biết qua giả soát trong số những cây xanh đô thị bị gãy đổ có 12 cây còn nguyên bọc bầu. Trong đó 7 cây được bọc bằng vật liệu không phân hủy được, 5 cây bọc bằng vỏ bao xi măng. Đại diện Sở Xây dựng đánh giá việc trồng cây còn nguyên bọc bầu bằng vật liệu không phân hủy được khiến cây xanh không thể phát triển. Theo Hưng, tại các vỉa hè trong khu vực phố cổ, sau khi mở rộng vỉa hè, rất nhiều cây xanh có bộ rễ nằm hoàn toàn trong hệ thống kỹ thuật. Bên dưới rễ cây là hệ thống cấp thoát nước, Điện Viễn thông. Khi cây cắm rễ sâu xuống dưới gặp hạ tầng kỹ thuật bắt buộc phải đâm ngang, thậm chí trồi lên, do đó ông Hưng kiến nghị các đơn vị hạ tầng khi thực hiện các công trình kỹ thuật cần lưu ý đến cây xanh và bộ rễ của cây. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thành phố có hơn 11.756 cây xanh đô thị bị đổ Bật gốc trong bão Yagi, thành phố đã chỉ đạo triển khai phương án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 3.418 cây xanh, trong đó có khoảng hơn 100 cây quý hiếm, cây di sản, cây được bảo tồn và cây cổ thụ. Chuyển về vườn ươm để chăm sóc khoảng 580 cây. Công tác giải tỏa đảm bảo an toàn giao thông khoảng 7.420 cây. Thành phố tiếp tục vận chuyển gỗ, củi của 215 cây về kho bãi. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo ghi định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Và so với dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8 thì tại dự thảo lần thứ 3, Bộ Công an đã đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe, tức bằng lái trong một số trường hợp vi phạm. Vâng, và đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất tài xế ô tô có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, đi lùi xe trên cao tốc. Bộ Công an đề xuất phạt từ 10 đến 12 triệu đồng về hành vi dừng đỗ, dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe, khoảng cách tối thiểu 150 m khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Ngoài phạt tiền, người lái xe còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Như vậy so với dự thảo hồi tháng 8, mức đề xuất phạt tiền giữ nguyên nhưng mức trừ điểm bằng lái tăng gấp đôi từ 3 điểm lên 6 điểm. Bên cạnh đó thì các hành vi gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc là người kiểm soát giao thông, đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển là cấm đi ngược chiều cũng được đề xuất tăng mức xử phạt tiền lên từ 6 đến 8 triệu đồng so với mức đề xuất từ 4 đến 6 triệu đồng ở dự thảo của tháng 8. Mức trừ điểm bằng lái của các hành vi này từ 3 đến 4 điểm tăng hơn so với đề xuất ở dự thảo hồi tháng 8 vừa qua. Chuyển sang thông tin đáng chú ý. Ngày 3 tháng 10, cơ quan chức năng Đồng Nai đã họp bàn xử lý đối với số hổ báo chết ở khu vực khu du lịch Vườn Xoài mắc cúm AH5N1. Và tỉnh này cũng quyết định tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, một con báo chết vâng ừ, và trước đó thì đại diện tri cục chăn nuôi và thú y của tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo kết quả xét nghiệm từ trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương, cục thú y về hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại khu du lịch vườn xoài đều dương tính với virus cúm da cầm H5N1. Tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với kiểm lâm, trung tâm kiểm soát bệnh tật, môi trường, công an địa phương và khu du lịch vườn xoài họp bàn phương án xử lý số hổ báo đã chết ngăn chặn lây lan ra các loài mẫn cảm. Đại diện Tri Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cũng đã thông báo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y. Theo đó, thì hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại khu dịch vườn xoài đều dương tính với virus cúm da cầm H5N1. Ủy ban nhân dân phường Phước Tân ra quyết định tiêu hủy số hổ báo đã chết, nơi tiêu hủy ngay trong khuôn viên khu du lịch vườn xoài và dưới sự kiểm soát, giám sát của các lực lượng chức năng. Ngoài ra, đoàn liên ngành yêu cầu khu du lịch Vườn Xoài tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở trong đàn, cách ly con bệnh, thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng hàng ngày, hạn chế người tiếp xúc khu vực nguy cơ trong quá trình xử lý dịch bệnh. Đặc biệt là nhân viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ báo chết để có hướng xử lý kịp thời. Vâng và trước sự việc Hàng loạt hổ và sư tử ở Long An, Đồng Nai chết vì dịch thì nhiều người cũng lo lắng cho đàn hổ tại Sài Gòn. À, vì nơi đây thì cũng nằm trong vùng khí hậu và tổ nhưỡng tương tự. Vâng, sinh nghiệp và động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng cho biết, ở đơn vị đa phần hổ chết vì già và rất ít khi bị bệnh. Theo đó, hổ ở Thảo Cầm Viên thường có tuổi thọ lớn hơn ngoài môi trường tự nhiên. Khi tới giai đoạn già thì ăn ít và sức khỏe kém rồi mất, chứ không bị dịch bệnh đối với những bệnh liên quan đến bệnh truyền nhiễm của thú họ mèo, họ chó, vắc xin dạy, đơn vị tiêm loại tích hợp phòng nhiều loại bệnh trong một mũi tiêm. Bên cạnh đó cũng kiểm tra ký sinh trùng và sổ run cho hộ. Sáng nay mùng 3 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu Phú Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ném bom xăng vào 3 ngân hàng. Bảo vệ ngân hàng và một số người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa. Theo đó thì công an của thị xã Sông Cầu đã bắt được đối tượng ném bom xăng vào ba ngân hàng của Phú Yên, đồng thời cũng điều tra làm rõ động cơ của đối tượng này. Cụ thể khoảng 5 giờ 10 phút sáng nay, một thanh niên mặc quần sóc áo thun trắng ngắn tay và đội mũ lửa chai đen đã đến trước cửa của một ngân hàng tại phường Xuân Phú, cầm chai nhựa nghi chứa xăng. Đối tượng đã châm lửa rồi ném vào trụ sở ngân hàng trước khi rời khỏi hiện trường. Bảo vệ ngân hàng và một số người dân xung quanh đã nhanh chóng dập lửa. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản bao gồm cả trụ ATM. Tiếp tục điều tra, công quan chức năng đã phát hiện thêm hai ngân hàng khác cũng bị tấn công tương tự với bom xăng, gây hư hỏng một số tài sản. Công an thị xã Sông Cầu đã xác minh và bắt giữ đối tượng tại khu phố Lệ Uyên Đông của phường Xuân Yên.